Xin chào tất cả quý vị các bạn Trên tay Hải Sơn đây là chiếc uh, Denon Helling HS2 Đây là một thiết bị Tức là nó là một cái pre amplifier không dây Mà chúng ta có thể điều khiển được tất cả mọi chức năng Truy cập nó trên điện thoại từ xa Và ngoài ra là cái thiết bị này là một thiết bị hướng tới tương lai Chúng ta có thể phát nhạc và làm được rất nhiều thứ hay với cả thiết bị này Chính vì vậy mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý vị các bạn cách kết nối và sử dụng sao cho thuận tiện nhất Bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta tiếp cận với sản phẩm và mình sẽ giới thiệu các cái cổng kết nối đằng sau. Đây, các bác có thể thấy được rằng thiết bị này trông rất là gọn phải không? Gọn là nó cũng nhẹ thôi. Được sản xuất bởi đờ nông nhé. Và cái sản phẩm này thì là made in Việt Nam. Đó, để chúng ta sẽ nhìn luôn cái mặt sau này. Đấy là mình sẽ biết được là cái cổng kết nối đấy nó để làm cái gì. Như các bác thấy ở đây có rất nhiều cổng. Mình sẽ hướng dẫn một chút. Đây là cái cổng network này. Tức là chúng ta có thể cắm dây mạng vào đây. Nhưng cái hay là chúng ta cũng có thể bắt wifi luôn Chúng ta có thể kết nối ổ cứng vào đây để chơi nhạc thử từ ổ cứng Có đường optical in Đấy, tức là bên trong này có con DAC giải mã Cái này chúng ta có thể cắm từ một cái bộ cơ phát CD vào đây Từ um, TV vào đây, optical in Ngoài ra cũng có đường ao luôn ao optical, ao coxian Đấy, rất là tiện và ngoài ra là chúng ta có thể kết nối theo phương thức truyền thống tức là đường line in này đường line in chúng ta cắm đầu đĩa CD vào đây chơi có cái đường AUX in là chúng ta có thể cắm từ điện thoại hoặc là các cái máy nghe nhạc sử dụng giao thức cũ là AUX in. Cái này có một đường ra cho subwoofer và ngoài ra đây là đường pre out tức là chúng ta có thể xuất thẳng cái tín hiệu từ cái chiếc máy này vào một cục power công suất hoặc có thể xuất cái tín hiệu này vào một chiếc âm ly tích hợp cũng được. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách mà cắm và kết nối với cả cái máy điện thoại của chúng ta chúng ta có thể kết nối dễ dàng bằng cách là cắm dây nguồn vào đây này và sau đó là cắm cái sợi dây pre-out ra cái chiếc âm ly tích hợp ở dưới sau đó là kết nối ra bộ loa cái cách đơn giản nhất là các bác kết nối cái dây mạng vào đây network nhưng mà để cho nó công nghệ hơn tại sao chúng ta không dùng cái tính năng wifi nhỉ chúng ta sẽ cần một cái dây đây là cái dây ba năm ly hai đầu ba năm ly nhé cái dây này sẽ có tác dụng là dẫn truyền cái tín hiệu cái password wifi của mạng để cho cái máy này nó nhận tại vì cái máy này nó không có màn hình nên nó sẽ cần cái điện thoại để hỗ trợ làm việc đó vậy chúng ta cắm vào đường Aux In này một đầu vào đây nhá một đầu chúng ta cắm ở trên chiếc điện thoại đây sau đó là các bác là lên trên cái app store đánh cái chữ heo vào đây Download cái phần mềm heo về sau đó là vào cái phần mềm heo ấn vào cái phần setup nào các bác lưu ý là đang phải cắm cái dây 3.5 ly nhá 3.5 ly một đầu vào điện thoại một đầu vào cái máy đó, và sau đó chúng ta vào Add Device này. Ấn vào Next nhé. Đấy, đây nó nói luôn là bạn cần phải ấn vào cái nút Connect ở trên thiết bị. Đây, thì cái nút này nó nằm đây này. Đây, nó là một cái nút nhỏ ở bên cạnh này này. Chúng ta, chúng ta ấn vào đây. Đấy, nó nhấp nháy màu xanh rồi. Mình sẽ ấn Next ở trên đây tiếp. Rất là nhanh, nó đã cho ra là Heo Link File tìm thấy cái máy này rồi và cái đèn màu xanh nhấp nháy nó chuyển thành là một cái màu trơn thôi đấy đấy bây giờ là mình nhập cái password mạng mà nhé đây là đấy nhập password mạng mà mạng wifi là nó sẽ ăn theo cái password wifi ở trên cái máy này các bác đợi một tí các bác lưu ý là cái lần đầu tiên đấy các bác kết nối với cái máy này nó thường hay hỏi cái việc update firmware nếu mà cái firmware nó đang là phiên bản cũ thì các bác nên update firmware để cho nó lên được cái kết nối tốt nhất và hỗ trợ cao nhất nhưng mà cái việc kết nối firmware update đó nó sẽ tiêu hao khoảng 20 phút và trong cái quãng đó là các bác phải chờ và không được rút dây mạng cũng như là không được ngắt kết nối mạng và nguồn đây sau đó là nó ghi là đặt tên thôi mình cứ ấn next cũng được đấy connected đã xong ấn vào đăng đấy các bác thấy không? rất là dễ thế đã làm xong rồi ấy, thì chúng ta cũng không cần phải cái dây này nữa tháo cái dây này ra đấy, tháo cái dây này ra bỏ nó đi đấy. rồi bây giờ đến cái phần là thiết bị của chúng ta đây family room đấy là cái tên đấy các bác thấy ở đây này mình có thể điều chỉnh được bắt đầu hay hay rồi đấy đây điều chỉnh được treble này Bass này đấy điều chỉnh bass tap ở trên điện thoại. Thế tại sao nó gọi là cái pre amplifier không dây là vì thế. Mình điều chỉnh ở trên điện thoại. Chép bass tăng chỉnh ở đây nhá. Rồi mình out ra ngoài xem nào. Mình chỉnh quality được này. Hai đi chất lượng nhạc, này. chất lượng phát là cao đi. Cái layout level này hay chưa? Chúng ta có thể để là variable tức là lúc này để variable là khi chúng ta cắm vào một cái cục bao thì chúng ta cần kiểm soát âm lượng từ cái chiếc rề này thì để variable còn nếu như các bác cắm vào một chiếc âm ly tích hợp thì các bác để fix nó sẽ cho ra mức tín hiệu tối đa và không thay đổi đấy đấy cái chức năng nó là như thế à, control đây là một số cái cái về điều khiển này trigger này ok mình không cần dùng cái này à, cái status line này đây là những cái trạng thái đèn này đèn báo đấy network này đã nhận thiên hà audio avan đấy là những cái chức năng cơ bản